Người ta cho rằng Liverpool sẽ chứng kiến một thời kỳ thoái trào sau khi đã đạt đỉnh với Jurgen Klopp. Những mầm mống cho điều đó dễ nhận thấy là độ tuổi của những trụ cột, phần nhiều đã ngoài 30. Mặt khác thì Arne Slot, ông sở hữu một triết lý có những sự khác biệt và rất có khả năng sẽ tạo nên một cuộc cách tân cho đội hình. Nhưng thực sự thì từ giai đoạn chuyển nhượng hè, những trận đấu đầu tiên, những gì mà fan của The Kop thấy là sự tiếp nối triều đại. Vẫn có những thay đổi, nhưng nó không đủ để người ta không còn nhận ra Liverpool thời Heavy Metal nữa. Và quá khủng khiếp khi Arne Slot giờ đã cùng với lữ đoàn của mình dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 6. Một viễn cảnh mà có lẽ là ngay cả những fan cuồng nhất cũng không lạc quan đến như thế. Liverpool đang trong cuộc đua vô địch ngay dưới triều đại của Arne Slot. Sau khi thay thế huyền thoại Jurgen Klopp vào mùa hè, ông phải đối mặt với áp lực khổng lồ khi tiếp quản một đội bóng được định nghĩa bởi phong cách bóng đá năng động và thành tích thì quá mức xuất sắc. Nhưng Arne Slot đã chứng minh mình là một sự bổ nhiệm tuyệt vời khi Liverpool nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League bằng những yếu tố vốn cũng đã góp lên thành công của họ vài mùa giải trước. Sau chiến thắng 2-1 trước Wolverhampton trên sân khách, ở buổi phỏng vấn, huấn luyện viên Arne Slot nhận thức được rằng việc sớm dẫn đầu bảng xếp hạng có thể không phản ánh chính xác bức tranh tổng thể của mùa giải. Ông đã bày tỏ mọi người đều nhìn nhận được thực tế. Tất cả các cầu thủ đều hiểu rằng 6 trận đấu trong mùa giải không mang lại cho bạn cái nhìn thực tế về bảng xếp hạng giải đấu. Đây là lời nhắc nhở của ông thầy Chọc rằng mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng và điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định suốt cả mùa giải. Nhưng đây thì vẫn là một bước tiến, một nền tảng tâm lý tuyệt vời cho The Kop trong chuỗi trận, một chặng hành trình hứa hẹn rất nhiều những chông gai. Liverpool đã cho thấy sự vững vàng khi giành chiến thắng cho Wolverhampton Wanderers. Chiến thắng 2-1 này là trận thắng thứ 5 trong 6 trận đấu tại Premier League mùa này. Ibrahima Konate và Mohamed Salah là những người ghi bàn cho đội bóng của Arne Slot, trong khi Wolverhampton chỉ có thể gỡ hòa tạm thời nhờ vào bàn thắng của Ryan Aynuri. Dù kết quả cuối cùng có phần xít sao, nhưng những chiến thắng kiểu như thế này là điều cần thiết nếu một đội bóng muốn giành danh hiệu. Arne Slot đã nhấn mạnh rằng đây chưa phải là thời điểm để ăn mừng sớm. Ông cho rằng sẽ là hữu ích nếu bạn đạt được một số kết quả tốt, đặc biệt là khi bạn đưa về một người quản lý mới và trở thành người kế nhiệm của một người quản lý thành công như vậy. Chiến thắng cho Wolverhampton đã giúp Liverpool vươn lên đỉnh bảng, một phần nhờ Manchester City trượt chân khi hòa với Newcastle. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ và Liverpool đã tận dụng nó bằng một trận đấu quyết liệt, mặc dù không quá ngoạn mục. Mohamed Salah với sự điềm tĩnh quen thuộc đã ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền, nâng số bàn thắng của anh trong mùa giải lên con số 5. Sự ổn định và khả năng kết thúc chuẩn xác của Salah là một trong những điểm sáng lớn nhất trong hành trình của Liverpool mùa này. Về diễn biến trận đấu, Arne Slot cho biết, có lẽ là để những người khác đánh giá, nhưng tôi nghĩ 15 phút đầu tiên là khó khăn đối với chúng tôi. Wolverhampton có một tuần để chuẩn bị, và nếu bạn có một huấn luyện viên rất giỏi như Gary O'Neill, người thực sự mạnh về mặt chiến thuật và đưa ra một kế hoạch trò chơi mạnh mẽ, và đó là những gì ông ấy đã làm. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này. Bạn luôn phải chờ đợi để xem chính xác những gì ông ấy làm. Đối với tôi, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi ghi bàn thắng, vì tôi nghĩ rằng trong những khoảnh khắc đó, chúng tôi đang chơi ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên thì Arne Slot vẫn giữ thái độ khiêm tốn và cho rằng Liverpool cần phải chứng tỏ nhiều hơn trong các trận đấu khó khăn sắp tới. Chúng tôi vẫn phải chứng minh rằng nếu Arsenal, Newcastle, Chelsea và Aston Villa đối đầu với chúng tôi, rằng chúng tôi vẫn có thể trụ lại. Ông nói, đội bóng sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, bao gồm các trận đấu tại Champions League, và đó sẽ là thước đo thực sự cho khả năng của họ. Một điều đáng chú ý là Arne Slot không chỉ dựa vào những ngôi sao lớn để mang lại chiến thắng, mà ông đã tạo ra một hệ thống hoạt động hiệu quả với sự gắn kết cao giữa các cầu thủ. Hậu vệ Virgil van Dijk vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao, đóng vai trò như là một hòn đá tảng ở hàng phòng ngự. Van Dijk đã chơi ở vị trí kiểm soát hoàn hảo, không mắc sai lầm nào đáng kể, và giúp đội bóng giữ được sự chắc chắn phía sau. Sự ổn định của Virgil van Dijk đóng góp rất lớn vào sự thành công ban đầu của Liverpool dưới thời Arne Slot. Ibrahima Konate cũng xứng đáng được nhắc đến, không chỉ vì bàn thắng quan trọng mà anh ghi được cho Wolverhampton, mà còn vì khả năng thi đấu quyết liệt ở hàng phòng ngự. Dù mắc sai lầm trong tình huống dẫn đến bàn gỡ của Wolverhampton, Konate đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục thi đấu tập trung. Anh thể hiện tiềm năng trở thành một trong những trung vệ hàng đầu của Premier League. Ở hàng tiền vệ, Alexis McAllister đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống của Arne Slot.
Cầu thủ người Argentina không chỉ kiểm soát tốt bóng trong những tình huống khó mà còn cho thấy sự chắc chắn trong việc điều tiết lối chơi. Ryan Gravenberch cũng đã tỏa sáng với năng lượng và tính kỷ luật trong các trận đấu gần đây. Anh là một ví dụ điển hình cho cách mà Arne Slot sử dụng nguồn nhân lực của mình một cách hiệu quả và khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ. Mohamed Salah vẫn là ngôi sao sáng nhất của đội bóng. Ngoài bàn thắng quan trọng còn là sự sáng tạo trong các tình huống tấn công. Salah đã có một đêm thi đấu tuyệt vời cho Wolverhampton khi ghi bàn từ chấm phạt đền và anh hoàn toàn có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nếu may mắn hơn nữa. Salah là mẫu cầu thủ mà Liverpool luôn có thể dựa vào trong những thời khắc khó khăn nhất. Và dù 32 tuổi, kèo trái xuất sắc này vẫn đang cho thấy đẳng cấp cao nhất. Dù vậy thì không phải là tất cả mọi thứ đều hoàn hảo với Liverpool. Luis Diaz đã có một trận đấu khá yên ắng cho Wolverhampton, không thể hiện được nhiều như mong đợi. Những điều này chỉ ra rằng Liverpool có khả năng giành chiến thắng ngay cả khi một số ngôi sao của họ không tỏa sáng. Đó là dấu hiệu của một đội bóng lớn và nó cho thấy là Liverpool đang có chiều sâu đội hình tốt. Diogo Jota, một cựu cầu thủ của Wolverhampton, đã chơi cực kỳ ấn tượng trong trận đấu này. Anh không chỉ tạo ra được quả phạt đền quan trọng mà còn kiến tạo cho Konate ghi bàn. Jota đã chứng minh rằng anh là một sự thay thế xứng đáng khi Darwin Nunez vắng mặt. Sự linh hoạt trong lối chơi và khả năng kết hợp tốt với các đồng đội của Jota làm nổi bật thêm sự đa dạng trong tấn công của Liverpool. Liverpool không chỉ tấn công tốt mà còn phòng ngự chắc chắn nhờ vào sự chỉ đạo thông minh của Arne Slot và khả năng thích ứng tốt của các cầu thủ. Những chiến thắng như là trước Wolverhampton, dù không quá ấn tượng về mặt tỷ số, lại là những chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch. Bởi lẽ là trong một mùa giải dài, những trận đấu khó khăn trước các đội bóng yếu hơn đôi khi mới là yếu tố quyết định thành công cuối cùng. Chelsea từng là dẫn chứng cho điều này trong mùa giải đầu tiên mà Blueco nắm quyền. Họ chúng sinh bình đẳng, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đối thủ yếu. Và trong một chặng đua đường dài, điều này là tối kỵ. Bất kỳ chiến thắng nào cũng mang ý nghĩa hướng đến ngai vàng, cũng là bởi Pep và trước kia là Jurgen Klopp đã nâng thước đo cho giải đấu này lên một tầm khác. Một giải đấu mà trên 90 điểm cũng chưa chắc là đội đã vô địch. Arne Slot sẽ cần duy trì sự ổn định này và tiếp tục phát huy những điểm mạnh của đội bóng khi họ bước vào giai đoạn khó khăn hơn của mùa giải năm nay. Cuộc đua vô địch với các đối thủ như Manchester City và Arsenal sẽ rất cam go, nhưng với những gì đã thể hiện, Liverpool hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch. Với chúng tôi, có rất nhiều điều phải chứng minh, đặc biệt là nếu bạn nhìn vào mùa giải 2 năm trước và thấy rằng đội hình hiện tại gần như vẫn là cùng một đội. Triều đại hậu Jurgen Klopp tại Anfield đang dần trở nên sáng sủa hơn và nếu Slot có thể dẫn dắt Liverpool vượt qua những thách thức lớn sắp tới thì có lẽ người hâm mộ Anfield cũng sẽ phải nâng cao sự khắt khe của mình hơn một chút. Khi đội nhà liên tục có những chiến thắng, bất kể diễn biến ban đầu có bất lợi, điều đó có nghĩa là DNA của một nhà vô địch, của một Liverpool từng thống trị châu Âu vẫn còn ở đây. Vì vậy mà cuộc đua vô địch với The Cup đó thực sự là điều mà họ có thể hướng tới từ sự tiếp nối, từ cơ duyên trời ban của Arne Slot.